Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Yeah, và mình là Thắng. Thì hôm qua mình đi học ấy, ở trong lớp mình có nói chuyện một tí xíu thôi, một cô giáo lỡ hôm nào cô giáo đuổi Thắng ra ngoài là còn bắt Thắng mời bố mẹ phụ huynh lên họp nữa. Mới vào đầu năm học thôi mà cô giáo đã ghét Thắng như thế này rồi. Cho nên hôm nay Thắng sẽ sang tận nhà cô giáo làm mấy cái trò chôn cô giáo cho đáng đời cô giáo đi, trả thù cô giáo luôn. Mình là học sinh cá biệt đây là mình mới dám chôn cô giáo nha, còn các bạn đừng có học theo mình nha. Nếu như các bạn thích cái video này của mình hãy nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có thật nhiều động lực ra những cái video tiếp theo. Còn bây giờ mình đi sang nhà cô giáo đi. Nhưng mà từ từ các bạn ơi. Lúc nãy mình có lấy điện thoại của mẹ mình tải game ấy, nhưng mà do là cái điện thoại của mẹ mình nó bị hết bộ nhớ rồi nên là mình đã xóa cái trình duyệt web của mẹ mình đi rồi. Bây giờ mình phải tải lại về nè, nếu không lại thì lỡ mẹ mình biết mình đánh mình chít. Thì mọi khi là Thắng hay khuyên mẹ Thắng dùng cái trình duyệt web lock browser ấy, thì bây giờ Thắng sẽ tải lại cho mẹ Thắng. Lock browser và ấn tìm kiếm này. Wow, đứng đầu tiên luôn. Ấn cài đặt. Lý do mà Thắng hay khuyên mẹ Thắng dùng kênh trình duyệt web lock browser này là cái app này nó có chức năng rất là chất luôn, đó là tải được video từ YouTube nha. Đây Thắng sẽ tải cho các bạn xem. Đấy nha, thì ở trong cái video này có cái chữ mũi tên này này. Đó. Ấn xuống là sẽ tải video từ YouTube về nha. Các bạn ấn cho phép. Đó, chuẩn bị tải xuống này. Đó, tải ngay. Ok, đang tải rồi này. Bây giờ mình sẽ mở luôn nha. Đó, phóng ngang màn hình ra. Mà trong khi xem video thì các bạn có thể dùng ngón tay vuốt bên trái màn hình này là để điều chỉnh ánh sáng lên hoặc là tối đi. Còn bên phải màn hình là cho âm thanh to nhỏ. Đấy này. Đó. Còn ở giữa này là tua tiến hoặc là tua lùi. Đấy, vuốt sang trái sang phải. Sang phải là tiến lên mà, sang trái là tua lùi đi. Và còn một cái chức năng nữa đó là duyệt web ẩn danh luôn đây này. Khi mà các bạn bật cái chế độ ẩn danh này lên. Đó. Sau khi cài khóa, bạn phải nhập mật khẩu mới có thể duyệt web ẩn danh. Phải cài cả mật mã nữa này. Thì bây giờ Thắng sẽ cài mật khẩu cho cái chức năng duyệt web ẩn danh này nha. Sau khi cài xong thì chỉ có Thắng mới mở được cái chức năng duyệt web ẩn danh này thôi. Đó, và bây giờ Thắng sẽ truy cập thử cho các bạn xem. Thắng sẽ vào video chôn này. Đó, đặt bẫy bà. Vào tiếp cái video chôn bà Valak ấy này. Đó. Vào tiếp video chôn Evelyn nữa này. Rồi bây giờ Thắng sẽ kiểm tra lịch sử này. Kiểm tra này, lịch sử. Đó, thấy chưa? Sau khi Thắng bật cái chức năng duyệt web ẩn danh lên thì lịch sử sẽ không lưu lại mấy cái trang mà Thắng vừa truy cập nữa. Còn đâu mấy cái trang này là cái lúc Thắng chưa bật duyệt web ẩn danh lên là nó đã lưu lại rồi. Thì cái lock browser này nó còn có chức năng duyệt web an toàn, bảo vệ các bạn khỏi những cái trang web độc hại, mới cả nó chặn được quảng cáo ở những trang web nữa. Ôi nhưng mà nói nhiều quá, cái ứng dụng hay như thế này thì mình phải vào đánh giá cho 5 sao mới được. Đây rồi, 5 sao. Ứng dụng tốt. Ồ, bây giờ mới là 6 giờ sáng này, cô giáo vừa mới ngủ dậy xong, cô giáo đang tập bài thể dục, tập dưỡng sinh. Đấy, cô giáo bảo không biết thằng khốn nạn nào vứt tờ báo ra trước cửa như tao đi. Thì nhà của cô chỉ có cô vứt chứ em làm sao vứt được. Hôm nay em đi chôn cô này. Đó, khi mà bắt đầu phải chôn một ai đó ấy, thì chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ luôn. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái ngôi nhà của cô giáo này như thế nào để có đi cô giáo bắt phát hiện ra mình còn chạy được chứ. Thì mình sẽ đi sơ qua vùng quanh ngôi nhà xem nào. Wow, cái bà này hình như cái chỗ này là để chỗ tỉa cành cây hoa lá cây cảnh gì đó. Ui, một nhà cô giáo công nhận to dã man luôn. Đây có một cái tầng hầm này. Thôi để hôm nào mình sẽ đi cái đường này, tầng hầm này. Trời ơi, cây cối nhà cô giáo chắc là trồng mấy trăm năm rồi. Cái lạng to à. Ui, có bể bơi này. Mình sẽ nhảy bơi. Trời, không bơi được luôn. Không nhảy xuống được. Trời, không biết thiết kế ra bể bơi làm gì mà không cho bơi này. Đấy, cô giáo còn không cả mang cốc đi rửa này, mất vệ sinh quá. Trong này có sao đấy. Lấy sao luôn. Ăn trộm sao của cô giáo. Ở đây có cầu thang, mình sẽ đi lên cái đỉnh lốc nhà này. Chú tưởng là nó cao lắm cơ, nó còn đi xuống được cái này. Có một lon này, lon này giống lon coca dã man, nhưng mà không phải là nước coca. Tôi cứ uống vào cho nó tràn đầy năng lượng. Bắt đầu đi tiếp. Đây có cái nhà gì nữa nè. Dã man, nhà của cô giáo to như bằng cả một cái trường học luôn. Xong lại xây một cái nhà con đây, không biết là cái nhà gì nữa. Nhà để cho chó ở ra không? Đây là cái nhà kho. bao nhiêu dụng cụ này. Ui, mấy cái đồ này mà chôn cô giáo thì thích dã man. Uống tiếp lon nữa cho nó tràn đầy năng lượng, chạy cho nó nhanh. Ui, cô giáo đang đi ra ngoài sao? À, cô giáo đi ra đằng sau. Chắc là lúc đấy mình đi mình phát ra tiếng động ấy, nên là cô giáo biết. Bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ chính của mình này, đi vào chôn cô giáo. Thì mình để cái bẫy chuột ở trong tủ này. Mình biết mà, tối hôm qua mình đột nhập vào nhà cô giáo rồi. Mình đột nhập, mình lắp camera khắp nơi. Đây, các bạn đang nhìn cái góc bên tay trái màn hình. Mình sẽ đặt cái bẫy chuột ở đây. Wow, kia có bánh ngon dã man luôn nhưng mà không ăn được. Đang làm nhiệm vụ, đặt tờ báo lên. Đó, đặt tờ báo lên là cô giáo không nhìn thấy cái bẫy. Hi hi, chuẩn bị có trò vui ở đây. Có cái cổng chiêng này, mình sẽ đi vô cái phòng này mình trốn. Ui, cô giáo ở đâu nhỉ? Cô giáo ở cái phòng nào mà mình nhìn mình chết rồi, mình quên chưa khám phá tất cả bên trong ngôi nhà này rồi. Ồ, đây hình như là đang căn phòng bếp này. Mà không biết căn phòng bếp có cần căn phòng này không ta? Ồ, cô giáo đâu rồi? Cô giáo đang đi đâu đây? Sao cô giáo vẫn ở trong phòng này à? Thôi thôi, tốt nhất an toàn mình chạy ra ngoài cổng cho an toàn. Ngu gì, đi chôn cô giáo xong lại còn láu cho nhà cô giáo nữa. Mình ngu quá. Đúng là cái chỗ này đúng là khu đô thị VIP rồi, toàn nhà xịn. Mà chỗ này nhà cô giáo là rộng nhất, rộng nhất cái thành phố này. Ở đấy, đúng rồi đấy. Cô giáo bị đọc báo này. Yeah, cô giáo bị kẹp tay rồi. Kẹp phát 4 ngón luôn. Yeah, cuối cùng thì mình đã chôn được cô giáo. Yeah. Ok, bắt đầu sang màn 2. Các bạn ơi, bắt đầu sang màn chôn lần thứ 2 này. Cô giáo đang đi ăn sáng này. Trời ơi, không biết cô giáo ăn gì mà vàng chóe thế kia. Mở cổng. Hi, cô giáo ơi. Hi, cô giáo ơi, mở cổng nha em, cô giáo ơi. Hi, cô giáo ơi, mở cổng nha em. Cô giáo ơi, mở cổng nha em. Cô giáo ơi, cô giáo ơi, mở cổng nha em. Hi, ui ôi, nhảy mói cái căng không mở cổng thì mình tự mở vậy. Bày đặt cổng có khóa đâu mà cứ gọi cô giáo ra mở khóa. Đã đi chôn cô giáo rồi lại bảo cô giáo ra mở mở khóa cổng ra để vào chôn nữa còn mở. Đó, đây có 3 lọ gia vị nè. Bây giờ mình sẽ đổ cả 3 lọ vào. Mình sẽ đổ cái lọ nào trước để cho nó ngon nhỉ. Ốt, từ từ, có cái chìa khóa này. Lấy chìa khóa luôn. Không biết cái lọ này lọ gì. Thôi, mình sẽ đổ cái lọ này vào đầu tiên này. Ồ, lọ bột gì ấy. Mình không biết là cái bột gì nữa, mình nhìn không rõ. Đó, bắt đầu mình đổ tiếp theo là cái lọ tương ớt này. 2 lọ luôn, đổ tiếp hơn lọ nữa, đổ hết luôn. Lọ hạt tiêu này, không biết hạt tiêu hay muối. Đổ, chạy, chạy, chạy. Ồ, cô giáo đang ra rồi. Trốn vào đây luôn. Trốn vào đây để xem cô giáo bị chôn cho là lễ. Không biết cô giáo sẽ ăn xong cái bát cháo đó, mồm cô giáo lăn, cô giáo có bị làm sao không, dạ dày cô giáo có bị lột tung ra không. Ôi, cô giáo sắp tới bàn ăn rồi. Ui, chết rồi, cô giáo nhìn thấy mình rồi. Thôi xong. Cô ơi, em xin lỗi cô ơi, em xin lỗi cô. Khổ quá, hôm nay lại bị cô giáo nhấc cổ tống ra ngoài đường rồi. Nhưng mà không, mình vẫn không chịu thua cuộc đâu. Mình vẫn tiếp tục chôn cô giáo tiếp. À, cô giáo vẫn chưa ăn bát cháo này thì mình vẫn có thể chôn tiếp. Lần này mình sẽ cẩn thận hơn, mình sẽ đổ tất cả 3 cái lọ gia vị này xong mình chạy ra ngoài cổng, đỡ bị cô giáo phát hiện. Cái vừa rồi mình ngu quá, đã chôn rồi còn trốn ngay đấy là bà ấy phát hiện ra mình. Bà ấy già rồi, bà cận rồi, bà là bà nhìn thấy mình. Xong rồi, chạy luôn, chạy ra ngoài luôn, chạy ra cổng luôn. Nhanh 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 nhanh. Wow, may quá mình chạy nhanh đấy, nó không có giáo nhìn thấy mình luôn. Hey, ôi, cô giáo xây tường cao dã man là mình cứ phải nhún nhún lên. Ôi, thôi, nhìn thấy rồi. Cô sao làm bèm cái gì nhỉ? Ăn đi, làm bèm cái gì? Thôi xong. Màn trôn đã thất bại. À mình biết rồi. Tại vì mình đổ tương ớt ấy, nên là cô giáo phát hiện ra. Thế được, lần này mình sẽ thử cách khác. Lần này mình sẽ thử đổ một lọ thôi. Mình đổ cái lọ này đầu tiên, bởi vì nó là cái lọ bột gì ấy, nó không có màu. Ok xong rồi. Chạy đi ra ngoài cổng luôn. Ôi cô giáo, sao cô giáo ở trong nhà cô giáo có cái bẫy gì kìa. Hí, lại phải nhảy. Cô giáo xây tường cao quá làm em lùn em không nhìn thấy gì. Thôi cô giáo đến bàn ăn chứ nhỉ. Thôi ra ngoài cổng nhìn cho nó thoáng. Cô giáo ăn rồi nè. Khoáng khoáng. Yeah. Cô giáo đã ăn rồi. Hút được bát cháo luôn, hết sạch những cái gì trong bụng ra. Mình đã qua vòng. Ok, các bạn ơi, vẫn chưa hết ngày đâu nha. Mình vẫn tiếp tục chôn cô giáo. Cô giáo xem tivi này. Trời đất, cô giáo được lên tivi có. Ui, cô giáo dạy như thế mà không được lên tivi á? Suốt ngày quánh học sinh mà không đòi lên tivi. Được. Cái tivi này nó thật là hồ đồ. Bây giờ mình sẽ đi đập lát cái tivi này mới được. Đi vào trong kho này có cái búa này. Ố, sao tự nhiên có cái thang ở đây nhỉ? Ôn lũi không biết có cái thang ở đây không mà bây giờ có cái thang ở đây này. Đâu rồi? Mình sẽ lấy cái búa này đã. Đó, bây giờ mình sẽ đi từ lóc nhà xuống dưới nhà luôn. Mình không biết cái phòng nào chứa tivi của cô giáo nữa. Thôi quả này cứ tìm bừa cả nhà mệt não rồi. Ôi giời ơi, cửa số thế này thì trộm nó vào nó khuân hết đồ lên là phải. Không cần chìa khóa mở được ra. Cô giáo ở đâu đây kêu? Cô giáo kêu không? Cô giáo ở dưới nhà này. Đúng rồi, cô giáo ở dưới nhà. Kìa kìa đấy kìa. Ui, cô giáo đi lên tầng 2 sao ấy. Thôi xong mình rồi. Chạy ra đầu này mới được. À không phải, cô giáo đi đâu ấy? Cô giáo không lên tầng 2. Mày dã man. Được đấy, bây giờ an toàn rồi, cô giáo đi vô phòng nào rồi. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là phải đi tìm cái tivi này. Không biết cái tivi ở đâu ấy. Ô, tivi đây rồi. Ô, may mắn dã man, không phải tìm nhiều, vô một phát là tới tivi luôn. Lát tivi của cô giáo. Nhanh chạy ra ngoài lên. Thôi xong rồi, lần đầu tiên đi phá hoại tài sản. Không phải ở trường học mà là ở nhà cô giáo. Chạy ra ngoài nhanh lên. Thế vỡ mồm. Ở đây cứ đi ra ngoài cổng là an toàn rồi, không sợ ai hết. Ôi ôi, sao cái búa kia nó rơi đây nhỉ? Thôi cãi đi. Ô, cái cổng này làm sao? Ui, yeah, yeah. Cái cô giáo đáng ghét của mình đã bị hỏng tivi rồi. Từ giờ bà ấy không có thể xem được tivi nữa nha. Đáng đòi luôn. Còn lên tivi mới ghê. Nhạc hay. Tiếp tục các bạn ơi. Chắc là đây là cái màn chôn cuối cùng đấy. Mình cũng mệt rồi. Chôn cô giáo từ sáng đến giờ mấy lần rồi mà cô giáo mặt vẫn tươi lắm. Ồ, nhưng mà bánh sinh nhật này. À, hay là hôm nay là ngày sinh nhật của cô giáo nhỉ? Thôi hay rồi. Sinh nhật của cô giáo nè. Bây giờ mình phải tạo ra một cái món quà gì bất ngờ cho cô giáo mới được. Tặng gì đấy ta? À, mình biết rồi. Mình sẽ tặng một món quà mà sẽ làm nhà của cô giáo sáng nhất cái đêm nay luôn. À không, bây giờ đã tối đâu. À từ từ đây còn lon nước này. À không phải đâu, mình không tặng lon nước này đâu. Lon nước này là để mình uống nè. Mình biết là mình sẽ tặng cô giáo cái gì để là nhà cô giáo sáng nhất cái thành phố này rồi. Thôi xong rồi, bị khóa cửa mất tiêu rồi. Trời đất, cô giáo đã đề phòng mình rồi. Thôi mình lại phải mua một cái cậy chìa khóa này. 100 vàng luôn đấy, không phải rẻ đâu. Mở cửa. Xong. Ui giời ơi, cô giáo đề phòng mình thế này mà. Quanh hẳn cái bẫy sắt thế này mà, các bạn đi tránh ra nè. Mình bảo đấy, mình sẽ tặng cô giáo một quả bom này. Nhà cô giáo sáng nhất cái thành phố này. Ôi không được. Mình cắm cái quả bom này là cô giáo sẽ phát hiện ngay, bởi vì nó khắc màu lên. Đấy, đúng rồi. Cắm vô. Ôi nhưng mà nó to hơn nè. Không biết có được không nữa. Thôi đi ra ngoài đi. Cẩn thận nha, không vào cái bẫy này. Hồi lần này không ra ngoài cổng nữa đâu. Ra ngoài cổng tường cao lắm không nhìn được. Ở ngoài cửa này vậy. Cô giáo xuống trước nhỉ, cô giáo đi chậm dã man luôn. Sinh nhật của chính bản thân mình mà cứ chậm trễ thế này. Ui, cô giáo bắt đầu thắp nến rồi nè. À đúng rồi, trước khi cô giáo thổi nến là phải tặng cô giáo một bài hát nhỉ. Mấy đứa ra đây, ra đây. Hôm nay sinh nhật của cô giáo anh này, chúng mày hát bài gì, biết hát bài gì để tặng sinh nhật không? Happy birthday. Có. Đấy, nào 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Chú buồn á. Cô giáo bị lố quá không? Ok. Ui quay từ sáng giờ chôn cô giáo mệt lắm rồi. Bây giờ mình cũng mỏi lắm rồi, phải đi nghỉ thôi. Chắc là cô giáo cũng mệt lắm rồi. Thôi để hôm khác mà cô giáo đuổi mình ra khỏi lớp nữa thì mình lại tiếp tục chôn cô giáo. Ô nhưng mà mình chôn cô giáo nhà lúc nãy mình bị phát hiện. Ngày mai mình có bị đuổi khỏi trường không nhỉ? Thôi kệ đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video của mình. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye. Bye bye.